Xin chào các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực xã Định An của huyện Dầu Tiếng, và chỗ này cách lòng hồ Dầu Tiếng chỉ khoảng độ 1 km nữa thôi. Và cuối cái miếng đất này tôi đang muốn giới thiệu đến bà con là một lô đất ngay đối diện với cái rạch rất là lớn nha, và nó có một con suối ở dưới đất. Hiện trạng là mặt tiền đường này 100 m này, mặt tiền đường đá sỏi này, và chỗ này lộ giới nó sẽ là 12 m nha. Và kia là cái khu vực núi Dinh núi Cậu nha. Chỗ đấy là cái một cái điểm di tích lịch sử rất là lớn, và sau này sẽ là một cái nơi tham quan. Đây tôi sẽ và là một cái điểm phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng rất là lớn. Toàn bộ khu đất này hiện trạng này đã san lấp bằng phẳng rồi, và hiện tại anh ấy đang cho người dân địa phương trồng mì nha. 3.303 m, và có hiện trạng là đi chưa có thổ cư nha. Toàn bộ khu vực này là quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tôi đã test quy hoạch rồi. Nó là đất trồng cây lâu năm chưa có quy hoạch gì hết nha. Và chỗ này đối diện với lòng hồ này. Đó, ngay cạnh có một cái nhà hàng Hương Định Quán rất là lớn này. Nó dài 140 m, và bè rộng là một mặt là đi đuôi là 39 m mặt suối nha. Còn mặt tiền của đường này là rộng 100 m này. 100 m theo mặt tiền đường này nha. Hướng chính đông, lô này anh em gia chủ đang cần tiền bán gấp với cái mức giá là đi 4 tỷ 2, tức là tương đương với khoảng 1 triệu 205 nghìn một mét vuông cho một cái thửa đất rộng 3.303 m. Chỗ này thì thực tế ra diện tích đất của nó là trừ những cái phần diện tích được hành lang bảo vệ sông rạch, hành lang bảo vệ suối khoảng 2.000 mét nữa ngoài sổ nha, tức là tổng hơn 5.000 mét với cái mức giá 4 tỷ 2, tức là chưa chưa đến mức 1 triệu 3 một mét vuông. Chỗ này thì là điện nước đầy đủ nha. Và cuối cái lô đất này là có hai cái homestay và rất là nhiều những cái mỏ cát, người ta đang chuẩn bị khai thác cát và khai thác đá nha. Lô đất này chúng ta phù hợp với cái vấn đề và làm nhà nghỉ, làm nhà hàng trên view suối, làm homestay, hoặc là chúng ta xây nhà yến. Khu vực này xung quanh đây nhà yến rất là nhiều nha. Từ đây chúng ta di chuyển từ xã Định An ra khu vực đường tỉnh lộ DT 744 ra trung tâm của huyện Dầu Tiếng chỉ mất khoảng độ 15 phút thôi nha, tức là từ đây vào trung tâm của huyện Dầu Tiếng là khoảng độ mất 12 km nha. Rất là gần. Và từ đây kế cái lòng hồ này thì rất là nhiều những cái homestay, những cái điểm mà du lịch, những cái khu nhà hàng nổi trên trên hồ Dầu lòng hồ Dầu Tiếng rất là lớn. Chỗ này thì rất là tiềm năng để phát triển du lịch, và chỗ này chúng ta nuôi nhà yến cũng được nha. Khu vực này người ta nuôi nhà yến rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu quan tâm đến một cái lô đất ở tại khu vực xã Định An ở huyện Dầu Tiếng, mặt tiền của đường đá sỏi này hiện hữu là 6 m nha, đường xe hơi nha. Kia xe hơi kìa, xe ngồi đậu đằng trước kìa. Đường này đường xe hơi, và chúng ta di chuyển thì khoảng mất mất 90 cây là về đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Mai mốt nếu mà có tuyến cao tốc Mộc Bài thành phố Hồ Chí Minh thì đi lại rất là gần này, xe hơi vào tận đất luôn. Đường này thì lộ giới là đi 12 m, và quy hoạch của nó toàn bộ khu vực này là khu vực đất trồng cây lâu năm chưa có quy hoạch đất ở nha. Cái kế hoạch sử dụng đất của năm 2023 cũng như là tầm nhìn 2030, toàn bộ khu vực này là khu vực hiện trạng là đất trồng cây lâu năm. Xung quanh đây là có nhà dân đầy đủ hết này, điện nước sạch nha, internet đầy đủ hết với cái mức giá là hơn 1 triệu mét vuông. Ở khu vực này thì giá vẫn còn đang rất là rẻ. Nếu cái thời điểm sốt đất 1,5 năm trước thì giá đất ở đây nó lên đến cái mức 2 triệu 2,5 triệu một mét vuông, nhưng mà bây giờ đã bị giảm rồi, tức là bị sụt giảm rất là nhiều, 50%. Đó, một miếng đất này mặt đằng sau là suối kìa, suối rất là lớn, một con suối chảy ngang qua đất, và có hành lang bảo vệ sông suối là đi 2.000 m2, được chủ gia chủ sẽ tặng vào cái miếng đất này luôn nha. Miếng này chúng ta có thể vay ngân hàng được khoảng độ 30% tổng giá trị đất. Hiện trạng thì đang cho người dân địa phương người ta trồng mì, và xung quanh đây thì rất là nhiều những cái nhà yến. Chỗ này thủ phủ của nhà yến nha, chúng ta xây nhà yến ở đây, hoặc là cho dân địa phương người ta trông coi, người ta thuê, người ta trông coi giùm cũng được. Anh gia chủ anh là thành phố Hồ Chí Minh và anh đang cần tiền bán gấp với cái mức giá 4 tỷ 2. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì tôi để sổ ở trong cái phần cuối của video nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển từ lô đất này đi ra đến mặt tiền của đường DT 744 này. Đường đó là đường nhựa 12 m nha, lòng đường lộ giới 40 m này. Cách lô đất đi ra khoảng độ 2 cây số thôi. Mặt tiền của cái đường đá sỏi này hiện trạng là đi đường xe hơi 4 m, và lộ giới nó là 12 m nha. Cuối cái đường này có một cái nhà hàng Hương Định Quán rất là lớn, nhà hàng sinh thái. Và quanh quanh khu vực lòng hồ rất là nhiều những cái homestay, những cái farmstay và những cái camping phục vụ cho khách du lịch tham quan đến khu vực Dinh Núi Cậu, khu vực Chùa Bà, chùa. Tại đây thì có rất là nhiều những cái chủ đầu tư như là tập đoàn Vingroup, Sun Group đang tìm hiểu cơ hội đầu tư Novaland để làm những cái hệ thống cáp treo cũng như là khai thác cái du lịch ở tại cái lòng hồ Dầu Tiếng, là một trong cái hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á nha. Nó nằm ở trên địa phận của 3 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước. Quanh khu vực này rất là nhiều nhà yến này, đây, những cái rừng cao su ở khu vực này. Người dân người ta trồng mì, trồng cây ăn trái.
trồng tiêu và là trồng cây cao su. Nhưng mà tôi thấy đất ở khu vực này nó không có được màu mỡ như tại khu vực phía Bắc Bình Dương cũng như là khu vực Đồng Nai và Vũng Tàu. Đây là đất pha cát nhiều nha, nên là chắc trồng cây công nghiệp, chỉ trồng cây cao su là nó phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở đây thôi và nó đem lại năng suất cao. Từ đây di chuyển ra khu vực trung tâm của thị trấn Dầu Tiếng mất khoảng 12 cây và chúng ta di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đi nãy là mất khoảng 1 tiếng rưỡi, đó là đi giờ thấp điểm không có bị kẹt xe. Nó khoảng độ 90 km nha. 90 km, mai mốt nếu mà cái tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài mà làm xong thì chúng ta sẽ rút ngắn được cái quãng đường di chuyển, chỉ mất khoảng độ 80 cây nhưng mà di chuyển bằng đường cao tốc. Đây, trước mặt chúng ta đây là cái đường tỉnh lộ DT744. Nó kết nối ra khu vực huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước, huyện Hớn Quản và ra đường Hồ Chí Minh và ngã ba của khu vực quốc lộ 22 ra cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh nha. Đây, chỗ này trồng bao la bát ngát là cái củ mì này. Mì rất là nhiều. Sang đây là đường nhựa rồi, đường nhựa khoảng độ 6 m. Lộ giới ở khu vực này là đi 24 m. Anh em nào có nhu cầu mua để tích trữ tài sản, xây dựng nhà vườn, khu du lịch sinh thái, làm homestay, rồi hoặc là chúng ta xây nhà yến, kết hợp mô hình nhà yến khu vực này làm ăn cũng rất là được luôn, tôi thấy rất là nhiều nhà yến nha. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa mọi người đến tham quan vài cái mô hình nhà yến đã và đang khai thác rất là hiệu quả tại khu vực xã Định Thành. Xin mời bà con.